Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Nhân viên an ninh tháp Tùng Lương Cường ở Chile bị bắt vì lạm dụng tình dục. Trong một tuyên bố ra ngày thứ Hai, ngày 11 tháng 11, Bộ Ngoại giao Chile cho biết một thành viên an ninh của Phái đoàn Việt Nam thăm Chile đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Bị cáo đã bị cảnh sát Chile xử lý và bị giam giữ. Và đây là hình đoàn của Chủ tịch nước Lương Cường thăm Chile. Chủ tịch nước Lương Cường đã có chuyến thăm chính thức Chile đến ngày 12 tháng 11 trước khi đến Peru dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Đây cũng là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông Cường trong vai trò chủ tịch nước. Theo truyền thông và báo chí Chile, một thành viên đội an ninh của phái đoàn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu, thăm chính thức Chile đã bị bắt vào khuya chủ nhật rạng sáng ngày thứ Hai 11 tháng 11 sau khi bị tố cáo về tội lạm dụng tình dục. Báo chí Chile cũng cho biết vụ lạm dụng tình dục này đã xảy ra trong khách sạn nơi phái đoàn Việt Nam lưu trú. Nhân viên an ninh này được xác định là Lai Đức Tuấn, 59 tuổi. Ông ta bị cáo buộc lạm dụng tình dục một thiếu nữ trên 14 tuổi một cách bất ngờ và không có sự đồng ý. Nhân viên an ninh Việt Nam này đã bị đưa ra tòa ở Santiago de Chile vào buổi chiều ngày thứ Hai 11 tháng 11. Sau đó, người này được thả ra với một số điều kiện, bao gồm phải rời khỏi Chile trong vài giờ đồng hồ và không được tiếp cận với nạn nhân. Ngoài ra, còn bị cấm nhập cảnh vào Chile ít nhất trong 2 năm. Và đây là hình ông Lai Đức Tuấn tại tòa án Chile ngày 11 tháng 11. Ông Rojas, công tố viên thụ lý vụ này, giải thích với các phóng viên báo chí rằng về tội lạm dụng tình dục, luật pháp Chile cho phép đề xuất giải pháp thay thế trong một số trường hợp nhất định với những tiêu chí và trong trường hợp này những tiêu chí đó được đáp ứng. Ông ta không có tiền án, đây là một vụ việc duy nhất và không có rủi ro mới nào cho nạn nhân và một thỏa thuận đạt được với người tố cáo tức nạn nhân. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Alberto đã làm rõ bị cáo không phải là nhân viên cơ quan ngoại giao được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao mà là người hộ tống phái đoàn Việt Nam, đồng thời tiết lộ rằng người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã xin lỗi về sự việc vô cùng đáng tiếc này. Được biết, lực lượng cảnh vệ trực thuộc Bộ Công an của Lương Tam Quang, một đàn em của Tổng bí thư Tô Lâm, có nhiệm vụ bảo vệ những người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của đảng và nhà nước Việt Nam, bao gồm những người trong tứ trụ, như Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ không những ở trong nước mà kể cả khi đi ra nước ngoài. Và đây là hình hai nghệ sĩ Việt Nam dính bê bối xâm hại tình dục tại Tây Ban Nha. Liên quan đến bê bối lạm dụng tình dục khi ra nước ngoài năm 2022, từng có một vụ đình đám xảy ra ở Tây Ban Nha của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Vào tháng 6 năm 2022, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh cũng đi du lịch tại đảo Maloka, Tây Ban Nha. Đến ngày 25 tháng 6, hai người này bị cảnh sát đảo Maloka thông báo bắt giữ với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư do bị một cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp. Sau khi thương lượng và đạt được một số thỏa thuận với nạn nhân, hai nghệ sĩ này đã trở về Việt Nam vào tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên, vì không tìm được bằng chứng có thể giúp hai nghệ sĩ trên thoát án tù ở Tây Ban Nha, nhưng cũng không khẳng định được là hai người này thực sự vô tội. Được biết, Hồ Hoài Anh là giảng viên học Viện Âm Nhạc Quốc gia, còn Hồng Đăng là diễn viên thuộc Nhà hát Kịch Hà Nội và Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình thuộc Đài truyền hình Việt Nam. Có thể nói, vụ việc trên đã chôn vùi sự nghiệp của họ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhân viên an ninh tháp tùng lương cường ở Chile bị bắt vì lạm dụng tình dục. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin tác động và lợi ích từ nhiệm kỳ mới của Tổng thống Trump đến Việt Nam. Ngày 10 tháng 11, BBC Tiếng Việt có bài ông Trump đắc cử và dự án tỷ đô ở Hương Yên. Theo đó, BBC cho hay, kể từ khi Donald Trump áp thuế cao hơn đối với Trung Quốc vào năm 2018, Việt Nam đã thu hút đầu tư nước ngoài kỷ lục và nổi lên như một cường quốc sản xuất. Các khu vực phía Bắc của Việt Nam hiện rải rác các nhà máy lớn sử dụng hàng ngàn công nhân sản xuất đầu điện tử cho các nhà cung cấp của Apple và các thương hiệu toàn cầu khác sau khi Samsung Electronics, CEO và Intel Corp đã đến Việt Nam trước đó. Và đây là hình bài trên BBC. BBC trích dẫn hãng tin nước ngoài cho biết nhà máy của IBE Electronic tại tỉnh Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam, với một trong những khách hàng là Tesla, gã khổng lồ sản xuất xe điện của Hoa Kỳ, đã mất 6 tháng để chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nếu không, khách hàng Mỹ của công ty sẽ phải trả 25% thuế. BBC cũng cho hay, theo số liệu chính thức của Việt Nam, các nhà đầu tư Trung Quốc đã đổ gần 4,5 tỷ đô la vào Việt Nam tăng 78% so với năm trước. Việt Nam cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Xuất khẩu linh kiện máy tính và điện tử của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đạt hơn 13 tỷ đô la trong 7 tháng đầu năm nay, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump nhiệm kỳ 2 đã đe dọa áp thuế lên tới 60% đối với hàng hóa Trung Quốc và thuế lên tới 20% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác. Theo BBC, một số nhà kinh tế cảnh báo rằng Việt Nam có thể là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Á do thặng dư thương mại tăng vọt với Hoa Kỳ và quyết tâm của ông Trump trong việc đưa nhiều việc làm trong ngành sản xuất trở lại Hoa Kỳ. Việt Nam là một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào thương mại trên thế giới, xuất khẩu chiếm khoảng 85% nền kinh tế và Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam. Vẫn theo BBC, có rất nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc hiện đang chuyển nhiều hàng hóa hơn qua Việt Nam đến Hoa Kỳ để thoát khỏi thế quan và lệnh trừng phạt. Điều này thật sự có thể khiến Washington phản ứng dưới thời ông Trump. Và đây là hình tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, Donald Trump. BBC trích dẫn hãng tin nước ngoài cho hay, có một điều khác về ông Trump mà Việt Nam biết quá rõ. Nỗi ám ảnh của ông với sự giàu có của gia đình mình và Việt Nam có thể tận dụng điều này để làm ăn với chính quyền Trump. BBC cho biết, ngày 8 tháng 10, Trum Organization, doanh nghiệp gia đình của ông Trum, đã ký một thỏa thuận với Công ty Phát triển Bất Động Sản, tức Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc KBC, để xây dựng một sân golf và khu nghỉ dưỡng trị giá 1,5 tỷ đô la tại tỉnh Hưng Yên. Một biên bản ghi nhớ đã được ký kết bởi các bên, gồm Trum Organization, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc trong thời gian Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tô lâm đang có chuyến công tác tại Hoa Kỳ. BBC trích nhận định của hãng tin nước ngoài cho biết, Hưng Yên là tỉnh nhà của Tô Lâm và phe của ông bao gồm Bộ trưởng Công an mới Lương Tâm Quang và Bộ trưởng Tư pháp mới Nguyễn Hải Ninh. Thông qua thỏa thuận này, công ty gia đình của Trump hiện đã gắn liền với phe phái đang lên trong đảng Cộng sản Việt Nam. BBC cho biết sân bay quốc tế Hà Nội là nơi gần nhất với khu nghỉ dưỡng mà Trump Organization dự định xây dựng và không khó để tưởng tượng ông Trump sẽ thường xuyên đến thăm Việt Nam hơn để kết hợp giữa công việc và cá nhân, kiến nghị các nhà lãnh đạo Đông Nam Á, tổ chức một hoặc hai cuộc họp tại sân golf Việt Nam của ông. Cho dù khu nghỉ dưỡng chơi gôn có thành công hay không, thì đó là một động thái không ngoan của Hà Nội và những người có ảnh hưởng để khiến Trump Organization cam kết đầu tư. Điều này giúp phe Hưng Yên, quyền lực nhất của Việt Nam, giành được ảnh hưởng trong chính quyền tiếp theo của Mỹ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tác động và lợi ích từ nhiệm kỳ mới của Tổng thống Trump đến Việt Nam Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.